để có được thành công đáng tự hào tại dấu mốc 15 năm. Amway Việt Nam sẽ được tri ân sự dẫn dắt và cống hiến của Tổng Giám đốc Amway Việt Nam, anh Huỳnh Thiên Triều. Xin mời các anh chị nhà phân phối và khách hàng cùng đứng lên, dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón lên sân khấu anh Huỳnh Thiên Triều. Xin chào tất cả quý khách hàng, quý nhà phân phối đang xem livestream trên fanpage của Amway Việt Nam và toàn bộ tất cả quý nhà phân phối, quý khách hàng đang xem trong nhà thi đấu Phú Thọ. Lời chào chân thành và lời chúc sức khỏe chân thành nhất đến tất cả quý vị. Wow, cảm ơn tất cả các anh chị. Và một tràng pháo tay thật lớn cho những ai đang ở ngoài nhà thi đấu Phú Thọ các anh chị. Các anh chị ở ngoài nhà thi đấu Phú Thọ xứng đáng một tràng pháo tay. Và các anh chị ơi, các anh chị sẽ trở thành Diamond của Amway Việt Nam. Wow, một không khí vô cùng hoành tráng đúng không ạ? Một không khí vô cùng hoành tráng ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, như tất cả các anh chị đã biết, 15 năm, một chặng đường 15 năm như một cái chớp mắt. Cũng chính tại nhà thi đấu Phú Thọ này, 15 năm về trước, Amway đã đến đây, đúng không ạ? Đây là những hình ảnh trên màn hình mà làm cho chúng ta nhớ lại, bồi hồi nhớ lại như mới ngày hôm qua. 15 năm trước, rất nhiều các anh chị ở trong khán phòng này, rất nhiều các anh chị xếp hàng nộp bộ hồ sơ. 15 năm trước, giờ này rất nhiều tất cả các anh chị từ Hà Nội đổ vào, từ tỉnh thành đổ vào và từ tất cả ở Hồ Chí Minh, tất cả các tỉnh đổ vào đây để đăng ký chính thức trở thành nhà phân phối của Amway Việt Nam. Cũng chính tại nơi này, đúng không ạ? Rất nhiều kỷ niệm, rất bồi hồi. Và vài năm sau đó thì Amway đã lan tỏa khắp nơi. Chúng ta đã trải qua hai chặng đường, hai cột mốc vô cùng quan trọng. Đó là kỷ niệm 5 năm Amway có mặt ở Việt Nam và kỷ niệm 10 năm Amway có mặt ở Việt Nam. Và sau 10 năm, Amway đã lan tỏa hầu hết tất cả 63 tỉnh thành và có trụ sở hầu hết tại tất cả các tỉnh thành lớn của Việt Nam. Một niềm tự hào. Và năm 2022, năm 2023, đó là chính thức chúng ta bước vào cột mốc 15 năm. 15 năm của một chặng đường đầu tiên và chính thức bằng một chuỗi các hoạt động kỷ niệm sự kiện 15 năm, bắt đầu bằng sự kiện khai trương hai trung tâm, đó là trung tâm Center Cần Thơ và Center Hồ Chí Minh. Sau đó chúng ta có một sự kiện Expo tại SCC vào tháng 11 và sau đó thì chúng ta có hàng loạt các sự kiện từ tung chuyến đi du lịch dành cho gia đình đi Tokyo và hàng loạt các sản phẩm đem về Việt Nam. Và ngày hôm nay chính thức chúng ta ngồi đây để làm một lễ và kết thúc kỷ niệm 15 năm, chúng ta bước vào năm thứ 16. Và 15 năm Amway bước vào thị trường Việt Nam, không những có những thành tựu về kinh doanh vô cùng rực rỡ, chính thức năm thứ 15 chúng ta bước vào top 10 trên toàn cầu với tốc độ tăng trưởng lớn nhất thế giới. Một niềm tự hào Amway Việt Nam. Và còn hơn thế nữa, chúng ta mang lại rất nhiều cơ hội công ăn việc làm cho 300.000 nhà phân phối, cho hơn 350 nhân viên của Amway Việt Nam. Và không những thế, có rất nhiều hoạt động chúng ta đạt được tổng cộng 66 giải thưởng trong vòng 15 năm qua. 66 giải thưởng và bằng khen của các bộ ban ngành, tất cả giải thưởng trong và ngoài nước. Một niềm tự hào dành cho Amway Việt Nam. Không những thế, Amway không những có những thành tựu về kinh doanh, không có những thành tựu về mặt kinh tế xã hội, mà Amway còn mang rất nhiều giá trị cho cộng đồng. Từ khi bước vào thị trường Việt Nam, Amway đã đầu tư gần 1 triệu đô la giúp cho hơn 12.000 người có cuộc sống tốt đẹp hơn trong chiến dịch One by One từ năm 2008 đến 2018. Hay là chiến dịch Power of Five đã hỗ trợ hơn 1 triệu hộp vi chất dinh dưỡng Neutralize Little Big giúp cho hơn 92.000 trẻ em có một cái về thể chất, về dinh dưỡng tốt hơn.
hay là chúng ta đã, trong 2 năm qua chúng ta đã hỗ trợ gần 1.300 đơn vị máu từ 2.000 nhà phân phối và nhân viên, và tổng cộng chúng ta có hơn 34 chương trình thiện nguyện trên toàn quốc và hơn thế nữa. Wow, đó là những giá trị, đúng không ạ? Những thành tích về kinh doanh và những giá trị đó đem đến cho Việt Nam chúng ta, đó là một niềm tự hào, đó là giá trị của Amway mang đến Việt Nam. Nhưng để được những thành công đó, để được những giá trị đó, để được những đóng góp đó, nhân ngày hôm nay kỷ niệm 15 năm, chị xin đại diện ban giám đốc Amway Việt Nam xin gửi lời tri ân, lời cảm ơn chân thành đến toàn bộ khách hàng, những người yêu quý Amway, những người yêu quý sản phẩm của Amway, yêu quý sản phẩm chất lượng cao của Amway Việt Nam. Cảm ơn tất cả nhà phân phối của Amway Việt Nam đã chọn Amway làm cơ hội khởi nghiệp. Cảm ơn toàn bộ lãnh đạo nhà phân phối của Amway Việt Nam luôn tin tưởng, luôn đồng hành, luôn hỗ trợ, luôn sát cánh cùng với toàn thể nhân viên và ban giám đốc của Amway Việt Nam. Cảm ơn toàn bộ nhân viên của Amway Việt Nam, ban giám đốc Amway Việt Nam luôn luôn nỗ lực, luôn luôn cố gắng, luôn luôn học hỏi, sáng tạo bằng mọi cách để giúp cho nhà phân phối thành công. Cảm ơn những vị tổng giám đốc đầu tiên đã đến Việt Nam, từ ông Hao Cam Chon, ông Leo Bôn Quang, ông Louis Chi Sinh đã đặt nền móng đầu tiên tại thị trường Việt Nam, đã giúp cho chúng tôi biết được những điều cơ bản để làm Amway, để làm thị trường, đã dạy cho chúng tôi rất nhiều điều và đặt nền tảng vô cùng vững chắc cho sự phát triển của Amway Việt Nam ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn tất cả. Cảm ơn tất cả những đối tác của Amway Việt Nam đã luôn luôn đồng hành, cụ thể trong khán phòng này, đó là công ty Sen Vàng ở phía sau đó mà, một tràng pháo tay thật lớn cho Sen Vàng. Cảm ơn ban giám đốc của nhà thi đấu Phú Thọ và cảm ơn hàng nghìn đối tác ở phía sau đã âm thầm sát cánh cùng hỗ trợ và giúp cho Amway Việt Nam để thực hiện tất cả chiến lược của Amway Việt Nam trong 15 năm qua. Cảm ơn tất cả các cơ quan báo chí, cảm ơn tất cả các cơ quan quản lý nhà nước đã luôn tin tưởng, hỗ trợ để cho Amway luôn phát triển bền vững và phát triển có một nền tảng vô cùng vững chắc như ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn vì tất cả, cảm ơn tất cả những người đang âm thầm hỗ trợ cho Amway Việt Nam để Amway Việt Nam tiếp tục cất cánh vươn xa.